Xin chào thầy và tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ làm bài tập thứ 7 của vi xử lý là đo nhiệt độ hai kênh 34 dùng hai con cảm biến nhiệt độ là M35 để hiển thị trên màn hình LCD 16x2 và có cảnh báo nhiệt độ khi một trong hai kênh này vượt quá 40 độ C. Đây là cái phần cứng mình đã thiết kế. Thì trong đó gồm một con bit 16F887, hai con cảm biến nhiệt độ là M35 được nối vô là kênh AN3 và AN4, tưởng như các chân là AN3 sẽ tưởng như chân A3, AN4 tưởng chân A5, tụ hợp âm để tạo dao động. Ở đây là màn hình LCD, gồm có trên LCD thì đi từ D0 đến D7 của LCD được nối với bọc D của 16F887 và chân RS này mình sẽ nối với chân C0, RS này mình sẽ nối với chân C1 và chân E này mình sẽ nối với chân C2. Và VLS này mình sẽ nối mát và VDD mình sẽ nối lên nguồn. Đó là toàn bộ phần cứng của mình. Và đây là đến đoạn cốc. Đoạn cốc thì đầu tiên chúng ta sẽ khai báo thư viện con 16F887. Tiếp đó mình bọc cái IC output LCD mình sẽ nối với bọc liên kết với bọc D. Cái chân RS mình sẽ nối chân C0, rồi đất mình nói chân C1 và chân E mình sẽ nói chân C2 và khai báo thư viện chân LCD. Và này là layer tưởng như là 0x01 là xóa màn hình của LCD. Và đây là cái mảng gọi là mã 7 đoạn gồm các hoàng tử 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đoạn mình kiểu là này là kỳ tra là chiếc ký tự này, mình sẽ vô chương trình chính thì mình sẽ thiết lập có hình cho bậc D là output, A là input và C là output. Sau đó là mình định các định có hình cho các chân ADC và sau đó mình thiết lập các chân. Mình dùng chân kênh 3 và kênh 4 nên mình thiết lập kênh 3 và kênh 4 của ADC. Sau đó mình cho khoảng delay 10 mili giây và mình sẽ AC setup là mình bắt đầu mình xóa cái LCD cho nó thiết lập lên trước là mình sẽ dùng LCD setup này. Sau đó mình giờ dùng lập đầu tiên là root 1. Đây này, mình sẽ cho LCD hiện LCD comment 0x80 thì nó đầu tiên thì nó sẽ mình cho nó hiện lên vị trí này. LCD comment mình sẽ hiện lên vị trí đầu tiên, sau đó mình cho nó hiện lên ký tự là hiện lên chuỗi là kênh 3. Và sau đó mình tiếp theo là LCD comment sẽ 0x0, mình sẽ cho nó hiện vị trí thứ hai. Dòng thứ hai, mình sẽ cho hiện lên dòng thứ hai và cho nó hiện lên kênh 4, tưởng với là nhiệt độ là ở kênh 3 và kênh 4. Sau đó mình chọn các kênh của ADC. Mình chọn đó, sau đó mình gọi một cái biến gọi là nhiệt độ 3 bằng mình cho nhiệt độ 3 bằng 0. Và sau đó mình cho nhiệt độ 3 bằng mình đọc cái giá trị của cái kênh mình vừa chọn ha. Mình đọc cái giá trị của cái kênh mình vừa chọn ra đó là bằng bao nhiêu. Sau đó mình công thức là N3 nền nhiệt độ 3 bằng nhiệt độ 3 trên đây chia lại cho 2.046 thì nó sẽ ra được nhiệt độ của chính xác mình đọc trên con cảm biến. Sau đó mình sẽ cho LCD comment ở vị trí là 0x8C trên cái LCD. 0x8C là khoảng vị trí đây. Rồi mình sẽ cho nó hiển thị lên mã LCD data của mã 7 đoạn nhiệt độ 3 chia hết cho 10. Thì đây là hiển thị hàng chục của cái nhiệt độ 3 và LCD data của mã 7 đoạn của N3% chia lấy dư của 10. Đây là hàng đơn vị của nhiệt độ 3 và đây hàng chục hàng đơn vị nó sẽ hiển thị lên LCD và mình cho một khoảng delay. Và sau đó mình chọn kênh 4. Đây mình chọn kênh 4 KDC. Rồi sau đó mình cho nhiệt độ 4 bằng 0. Rồi mình cho sau đó mình đọc nhiệt độ 4 của cái kênh mình vừa chọn. Sau đó mình còn dẫn theo công thức như trên là nhiệt độ 4 bằng nhiệt độ 4 chia cho 2.046. Rồi sau đó mình cho cái nhiệt độ 4 này hiển thị ở vị trí 0xcc, tức là nó nằm ở dòng thứ hai, nằm bên dưới của nhiệt độ 3. Rồi mình cũng cho hiển thị hàng chục và hàng đơn vị của nhiệt độ 4. Rồi sau đó mình nếu như mà nhiệt độ 3 và nhiệt độ 4 một trong hai này, nghĩa là hoặc điều kiện là một trong hai cái này nó lớn hơn 40 lớn hơn hoặc bằng 40 thì mình sẽ cho dòng lặp quay
Rồi mình sau đó mình LCD setup nó, là mình xóa hết. Nó đang hiển thị lên nhiệt độ kênh 3 kênh 4, sau đó mình sẽ nếu như mà quá 40 độ mình sẽ xóa cái mới đầu mình sẽ xóa cái LCD cho nó không còn gì hết trước, sau đó mình sẽ cho tức là LCD comment 0x80 tức là vị trí dòng đầu tiên của LCD, mình cho hiện lên dòng chữ là đã quá tải. Rồi sau đó mình tiếp tục đọc các nhiệt độ cái kênh 3 và mình tiếp tục mình chọn kênh 3 và chúng mình vẫn đọc nhiệt độ của nó. Và cũng tương tự vậy mình chọn kênh 4 và mình đọc nhiệt độ kênh 4. Rồi sau đó mình LCD setup một lần nữa. Rồi mình nếu như mà nhiệt độ kênh 3 này kênh 4 vẫn còn lớn hơn 40 thì nó vẫn còn nằm trong vòng lặp này. Nếu mà nhiệt độ kênh 3 và kênh 4 nhỏ hơn 40 thì nó sẽ thoát ra khỏi vòng lặp này, thoát ra khỏi vòng lặp quay này và trở về photo lúc 1, là sẽ trở về lúc 1 ở đây và tiếp tục LCD comment và 0x80 này tiếp tục là nó sẽ nhiệt độ kênh 3 và kênh 4 là trở lại như ban đầu, như dòng lập trở lại như đoạn lệnh ban đầu và sau đó nó tiếp tục dòng lập như thế. Thì nó, khi mà nhiệt độ kênh 3 kênh 4 là nó đã thấp hơn 40 rồi thì nó sẽ tiếp tục cập nhật nhiệt độ kênh 3 kênh 4 và nó cũng chọn như thế này, sau đó nó tính toán và nó hiển thị ra trên LCD. Ở đây là toàn bộ đoạn code của mình, ở đây mình sẽ thử cho các bạn xem. Mình copy vô cho con. Đầu tiên nó sẽ hiện lên kênh 3 và kênh 4 và nhiệt độ của hai kênh. Đây nhiệt độ của hai kênh. Thì mình tăng một kênh. Này, tăng nhiệt độ lên. Thì tăng lên, đây là kênh 4. Kênh 3. Thường mình giảm xuống cũng vậy. Rồi mình sẽ tăng lên thử nhiệt độ của một kênh lên 40 thì nó sẽ có cảnh báo. Nó cảnh báo đã quá tải. Rồi khi mình hạ nhiệt độ xuống, mình hạ nhiệt độ xuống thì nó sẽ thiết lập lại như ban đầu. Đó là toàn bộ cái bài tập của mình. Xin cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.